mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình quyết định làm cái clip này là để khui các quà mà mọi người đã tặng cho mình vào đợt sinh nhật vừa rồi, sinh nhật thứ 18. Bây giờ chắc bắt đầu vào khui luôn nha. Tại vì hôm nay là đã là 1-2 ngày sau cái ngày mà mình sinh nhật rồi nên là mình đang rất là nóng lòng khui. Tại vì thường thường là sinh nhật của mình là mình sẽ nhận quà xong mình sẽ khui liền luôn. Còn bây giờ là mình kiểu mình phải chờ để mình làm cái clip này nên là bây giờ mình đang rất là hồi hộp và không biết là mọi người tặng cái gì cho mình. Đầu tiên đây. Yeah, đây là một con gấu bông. Trong cái này nó còn có cả một cái lá thư nữa dành cho mình, đến từ bạn Phương Nga. Thư thì chắc là mình sẽ giữ cho riêng mình, mình sẽ đọc sau. Món tiếp theo. Cái gì đây? Một chiếc áo thun. À, chị thương không mọi người? Chị thương không? Ok. Đây là một lá thư. Nguyễn Ngọc Minh Thùy là một donna đến từ Tây Ninh. Chiếc ghe, cái này mình cũng sẽ để dành mình đọc riêng luôn. Đây thì có, ui, một bức tranh mọi người ơi. Wow, vẽ nó vẽ mình nè. Xinh chưa, xinh chưa. Ok, cảm ơn bạn, trời vẻ đẹp như có đơn nào, vẻ đẹp quá tự hào. Wow, tiếp theo là cơm cháy mắm hành. Yeah, yeah, mình cũng thích ăn lắm, mình này cũng hay ăn lắm nhưng mà cơm cháy này mình chưa ăn bao giờ hết trơn á. Để ăn có thích ngon không? Hai bịch. Còn đây, kẹo thạch su su. Ui, mình cũng thích kẹo thạch luôn á mọi người. Nhưng mà cái này mình cũng chưa ăn bao giờ nên là để thử cơm ngon không? Tới món tiếp theo luôn. Nãy giờ là mình đều khui cái quà của các bạn fans trước. Cái bịch đây. Vẫn là để mình đọc một mình. Một món quà rất là cute. Yeah. Đến món đầu tiên, đây là cây bút. Là một cái túi đeo rock. Yeah, rock. Yeah. Tiếp theo là một cái đồ treo như này. Đây. À, cái này là của một bạn khác, đến từ, ủa phải không ta, mình cũng không biết nữa, đến từ bạn Đăng Thanh. Là một cái trong váy. Nhưng mà có vẻ như nó hơi rộng mà để mình sơ lên. À, ta đồng luôn. Wow, wow. Một con nha mọi người. Có tới tận hai con lợn nhưng mà hai cái mặt nó khác nhau. Kêu quá à, cảm ơn bạn. Là một cái ốp lưng. Món tiếp theo, đây là quần áo. Một cái áo hở vai. Wow, cái này xinh nha. Đây. Tiếp theo là một cái chân váy quần. Tiếp theo nữa là một cái chân váy. Đây là một cái áo thun. À, lại có một cái lá thư đến từ chị Duyên, chị mất của mình, cảm ơn chị. Đây là một cái quần. Một cái quần. Wow. Ta-da. Cái này của ai? Mùi ơi, cái hộp này nó mắc lắm đó. Đây là mặt nạ. Mà ui, cái hộp này nó mắc lắm mọi người.
mình đã từng mua cái hộp này để xài, hình như mình nhớ là mình mua được nó 600 mấy, là mình đã mua cái giá là rẻ rồi đó. Mà không biết bạn này mua như mình lấy trong mắt bạn này là ai. Bảo Nhi, trời ơi Nhi ơi, sao em mua được cho chị mắc vậy? Đây là cái vé học chung trường của mình. Thường thường á là cứ đi học về là hai chị em cứ chạm mặt nhau hoài á, mà kiểu bé Nhi là một đứa rất là ít nói nên là mình cũng rất là hay bắt chuyện, mà hả bé cứ im á, nhiều lúc mình không biết nói gì hết trơn. Nhưng mà không ngờ là thôi tăng đồ mắt quá, chỉ biết em còn học sinh không biết tiền sao kiểu gì mắt vậy. Ok, món tiếp theo bé, hai đôi tất. Thật sự là chị định đi mua tất này luôn á em. Cảm ơn em. Cảm ơn em, love you. Còn nữa cho mọi người chứ vẫn chưa hết đâu. Rồi sao em tặng nhiều nữa vậy Nhi? Đây là một cái áo thun. Ui, nó có chữ Hana mọi người ạ. Không mọi người, chữ Hana nhưng mà chữ Hana này mọi người ơi. Bất ngờ quá à. Ui, nó có cái hình Billie Eilish. Đây, mà mình chưa biết cái màu áo là gì, rồi giờ mở ra nè. Ui xịn, xịn nha, xịn nha. Nó còn có hình một cái hình này là cái con mèo với lại cái mà để mình đính lên áo hay sao á, hình con mèo nè mọi người. Xong rồi cái áo này nó sẽ như thế này, đẹp nha mọi người nha. Cảm ơn em nhiều lắm Nhi ơi, cảm ơn em, love you, love you. Đó là đã xong bài của bé Nhi. Trời ơi, mình vẫn rất là bất ngờ với cái hộp mặt nạ này luôn á. Siêu bất ngờ. Nhưng mà cái mặt nạ này xài thích thiệt, xài rất thích luôn á. Ok, không còn. Cái này là của bạn Thanh Ngọc. Nên là thiệt nha mọi người, nên là mình cũng sẽ đưa mình đọc vào sau. Đã gửi ra được rồi. Gì đây? Đây là cây son Basie nhỏ xíu xíu xíu. Ở trong này không thấy nhưng mà đây là cây son Basie nha mọi người. Ông, đây là cái kẹp. Mấy cái kẹp mà mình kẹp ảnh, kẹp hình rồi mình treo lên á. Rồi, đây là hai cái kẹp tóc. Đây, để mình sẽ kẹp thử lên. Đó, ok, cảm ơn em. À, cảm ơn bạn thì phải, hình như bạn này là bạn rất là hay mua đồ ở shop mình. Đây là sợi dây để treo ảnh lên. Ui, có ảnh luôn mọi người. Có ảnh luôn nè. Đây là thiệp Nguyễn Phương Anh. À, là hình như là cái thiệp hồi nãy bạn Thân Ngọc là riêng. Còn cái này là quà của chị. Đây là quà của chị Phương Anh. Sớp, bỏ đi đây không nó bay. Sớp nào mọi người ơi. Đây. Trong là màu trắng, còn ở ngoài là màu hồng như thế này. Tiếp theo là món quà sinh nhật gửi đến công chúa Hana. Một bó bông. Bó bông handmade. Chắc là bạn tự làm hay là như thế nào mình không biết. Tiếp theo, thanh xuân ta có nhau. Wow, đây là lớp Hana. I love Hana too. Đây là một bức hình. Bạn thân của mình, ui phải đẹp quá mọi người ơi. Ui,
ơi, xịn xịn. Đất nào của mình nhiều bạn phải đẹp quá. Wow. Tiếp theo đây là một cuốn sổ. Đây là một cuốn sổ From Donna with Love. Đây là những cái, cũng là những cái lời nhắn mà mọi người muốn dành cho mình. Mình cũng sẽ để đó, mình sau khi xong clip mình sẽ ngồi mình đọc. Ok, vậy là xong rồi. Chúng ta đã xong quà của Pha thì mình sẽ chuyển sang quà của B36 và gia đình của mình. Ok, đây là cái quà của chị trợ lý. Cái áo xinh quá nè. Em cảm ơn chị. Đây là quà của Kira. Là cái mà mình sẽ dùng để đi du lịch đó mọi người. Cái này nó mềm lắm mọi người ơi, mềm siêu mềm luôn á, bóp rất là thích luôn á. Mềm lắm, mềm như này. Nhìn chưa? Nó sẽ phồng ra lại. Như squishy á, nên là mình rất thích. Còn đây là chai Vichy, xịt khoáng, candy, quả của candy. Okay, tiếp theo đây là cây bút squishy đây. Đây nha. Đó là quà của Mỹ Thi. Mỹ Thi tặng cho mình một cây son nữa. Yeah. Đây là cây son Moji. Là quà của Mon. Đây là một cây son. Mon nói với mình là hãy về đọc thư của em đi. Biết chị dài lắm, cuối cùng mình về mình đọc Happy Birthday. Dài ghê luôn. Mon tặng cho mình một cây son. Đây là quà của chị mình. Cũng là một cây son. Cây son này đẹp lắm mọi người ơi. Cây son này cũng là chị mình lựa trên sở thích của mình. Đây mình sẽ mở cho mọi người coi, siêu đẹp luôn. Wow, đây đây đây. Đẹp chưa? Tiếp theo. Đây là quà của Winner. Ui. Wow, cái gì đây, cái gì đây? À, đây là một cái áo. Cái áo. Đó. Có cổ lọ nè. Winner kể cho mình một cái câu chuyện rất là hài hước. Winner cho là hôm mà Winner đi mua cái quà cho mình á. Là Winner lụa đồ cho nữ. Mà xong á, hở Winner lụa đồ á. Mà mấy chị nhân viên nó kêu là dạ không sao, không được cái này không hợp với anh. Cái này size của anh cho lụa to hơn. Xong Winner kiểu là quà của chị, cũng là chị trợ lý. Đây. Ta-da, ta-da. Ta-da, đây là một cái đầm dây màu trắng. Ok, hình như đây là cái món quà cuối cùng, cũng là cái món quà mình thích nhất. Đây là một cái chai nước hoa công trường. Cứ mỗi lần mình muốn mua cái gì là mình sẽ cho nó vào một cái list. Chẳng hạn như trong năm này là mình phải mua cái son này, phải mua cái áo này, phải mua cái kia. Và trong list đó có cả cái chai này nữa. Thì mình rất là thích cái chai của chị Phương này. Không ngờ tới sinh nhật mình được tặng đúng cái chai này luôn á. Kiểu mình đúng cái mình thích mà mình còn kiểu cái này mình không hề biết luôn á. Tới hôm sinh nhật mình mới biết kiểu mình. Đó, nói chung là sinh sư quà tuổi 18 là như vậy. Cảm ơn mọi người vì đã nhớ đến sinh nhật của mình. Dành tình cảm cho mình là cái thứ mà mình đã rất là quý rồi. Mọi người còn tặng quà cho mình rất là nhiều như thế này nữa. Thì cái tình cảm của mọi người mình không biết để đâu cho vừa luôn á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Love you. I love you guys. Để đáp trả lại tình cảm của mọi người thì ở cái tuổi 18 này mình sẽ cố gắng làm những cái điều mà nó thiệt là ý nghĩa, phấn đấu. Và mình sẽ cùng B36 đem lại những cái sản phẩm thiệt là tuyệt vời gửi đến các bạn. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình thực sự rất là thích những cái món quà mọi người đã tặng cho mình. Cảm ơn mọi người, biết thức. Bye bye. Nếu mọi người thấy thích clip này thì mọi người hãy nhớ share, like và subscribe kênh channel của mình nha. Thank you. Bye bye.